Chào mọi người đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ lên một số cái dòng máy cỏ và xác. Thì mình sẽ đến với con máy đầu tiên nha. Con máy đầu tiên thì ngoại hình của nó là ở đây nè mọi người. Đấy, đây ngoại hình của nó. Nó thì đầu không kẹt nha, đầu vặn ra vặn vào bình thường. Đây, đây là cấp trượt. Đấy, mình không có nguồn 24V nên mình test nó không có chạy thì mình bắn xác luôn. Đấy, con này với lại con CDS. Con này thì đầu này, cổ có cái gì có kiếp còn nguyên hết nha. Nó bị mất cái chân dưới này này. Thì hai con này mình sẽ bán xác là giá 100.000 nhá. Hai con này giá 100.000. Cho bạn nào đam mê khoa học hoặc về đóng pin gì đó. Hai con này thì mình không thử nha. Đồ còn zin full nhá. Tiếp theo là đến cái con máy này. Cái con máy này thì nó sống full nha mọi người, nhưng mà mình không có vỏ pin. Đấy, thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái đế khi mua cái con này. Đấy, đế, cái con này gắn đế thì nó như zin luôn. Đây, các bạn về chế đế vào. Thì mình sẽ test máy cái này nhá. Con này thì đầu nó hơi nhích nhẹ, nó sống full nha mọi người. Thì mình sẽ dùng cái nguồn 12V. Đây, mình sẽ cắm thẳng vào cái pin mình đắm luôn để test thử cái con máy này. Đây, vừa tốc này. Điều tốc thắng ok nha. Rất êm luôn. Đấy, đó, rất là êm. Con này thì mình bán với giá là 100.000 nhá. 100.000 cộng thêm đế, đế chuyển cho con này nha mọi người. Tiếp theo là cái con máy. Cái con máy này nó có chế độ búa nha mọi người. Nó có chế độ búa. Đây, nó có chế độ búa đây này. Gạt sang là nó khoan được tường nha. Con này thì gắn pin 12V. À, chế độ lâu này. Hai này. Đấy, nó có khóa kho này. Đó, con này có chế độ búa nha, đảo chiều này. Chế độ búa của nó đây. Để mình lấy cái gì test chế độ búa cho nó rồi. Mình sẽ dùng cái gỗ này. Đấy, test búa. Đó, nó có búa nha mọi người, nó gõ này. Đây, con máy này mình bán giá 100.000 nha. Bạn nào mua thì inbox mình. Đây, tiếp theo là mình bán bộ nhá. Cái con này này. Cái con máy này Hitachi 12V dòng nhỏ gọn nha. Cái dòng này rất là nhỏ gọn luôn, xài rất là thích, rất là khỏe nha. Này, các bạn nhìn đi, bàn tay của mình và cái con máy này này. Đấy, nó chỉ to bằng cái bàn tay thôi, để cho các bạn làm biển quảng cáo đồ trên cao ấy, nhẹ nhàng lắm. Con này cầm nó không bị mỏi tay, với lại đầu nó là đầu thép. Cái đầu bằng thép này thì mình chưa bao giờ thấy nó rơ luôn. Mình làm máy biết bao nhiêu năm rồi, miễn cái con đầu bằng thép này này, nó cực kỳ bền luôn. Đấy, dòng này thì nó sống full nha. Điều tóc này, đảo chiều chạy rất là êm. Đây, nó chạy êm nha, phải nó yếu nha. Rất là khỏe. Đấy, con này mình bán bộ nha, một máy một pin một sạc. Đây, pin của nó đây. Đấy, pin của nó pin 4A. Sạc adapter nha, đây, sạc adapter. Vỏ rất là đẹp luôn. Đấy, một máy pin sạc mình bán giá 450.000 nhá. Bác nào mua thì nhắn tin qua Zalo cho mình là 0848505501 ở trên màn hình đấy, phía góc phải bên phía màn hình đấy. 450.000 cho cái con máy này. Nói chung giá này thì không có lời đâu nha các bạn. Mình bán giá kiểu hữu nghị cho anh em thở chơi vậy thôi. Cái giá này không có lời nha. Đấy, máy một pin một sạc 450.000.
Tiếp theo là cái con máy này đi. Tiếp theo là cái con bu lông. Bu lông, à mình sót con máy này. Cái con máy này thì nó sống full nha, đầu cứng không rơ này, đầu cứng ngắc luôn. Cái dòng này đầu không bao giờ rơ hết. Dòng máy 12V. Đây, con này là của nội địa Nhật nha. Thì bây giờ mình sẽ test máy. Mình sẽ test máy bằng nguồn 12V này. Ok. Mình có cái cổng trừ ở đây nha. Các bạn về nhớ đấu đúng chiều nha. Chiều âm dương của nó. Đây là toàn bộ làm máy pin nha. Hôm bữa có bác mua máy pin bên mình xong về, thấy mình cắm là nghĩ là cắm điện 220V vào, xong bác kia cắm điện 220V vào, cuối cùng cháy nguyên cái con máy luôn. Thì đây là cái dòng pin hết nhà, mình chưa giờ ít khi bán máy điện lắm. Đây, điều tốc này. Rất là mạnh. Motor còn mới tinh lên mọi người. Đấy. Ui. Đã cò to cầm rất là đầm tay này, đầu không có cứng, không có rơi gì luôn. Đầu rất là mới. Con này cực kỳ ngon nha. Con này mình bán giá là 150 nha. 150.000 con máy này. Tiếp theo là con máy này nha mọi người. Đây, con bu lông dòng siêu mini luôn. Các bạn so kích thước của nó này. Đấy. Nó còn ngắn hơn cả cái bàn tay của mình luôn. Tay mình nhỏ nha, không có to gì đâu. Đây. Đấy, dòng rất là đẹp. Còn nguyên tem đồ. Con này cũng là đầu thép nha, cực kỳ cứng. Đấy, mình test máy. Tiếng rất là êm nha. Đây, những cây con dòng như thế này các bạn bỏ trong trong giỏ đi làm đấy, nó tiện, với lại nó nhỏ, nó dễ luồn lắt hơn những con bu lông á. Những con bu lông lớn thì làm việc lớn, những con bu lông nhỏ làm việc nhỏ thôi. Đấy, các bạn không thể dùng con bu lông lớn mà bắn những con nhỏ được, tại vì nó dễ bị tôn răng. Thì ở đây là những cái con máy nhỏ để bắn những cái con bu lông nhỏ thôi. Dòng máy này rất là mới nha, bên trong rất là mới. Thì mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Đấy, mình sẽ mở nó ra. Thì ở đây motor rất là mới luôn, bác nào mua về thì xài rất là sướng nha. Nếu bác nào mà mua em mà kiểu pin với gì bị hư hỏng á thì cứ đừng ngần ngại, đừng nhắn tin cho em nha. Em sẽ đổi mới luôn, chứ em không có sửa lại nữa nha. Đấy. Em thì xưa giờ bán chả mất lòng ai đâu. Đa số em bán ở đây giá cho mấy các bác thợ là những bác mà kiểu làm bình thường, những công việc nhà hay là đồ gì á, những cái con máy cỏ này thì xài rất là tốt nha. Nó cũng đi công trình được thôi, nhưng mà kiểu nó hơi yếu. Ở đây này. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây, bên trong của nó đây. Mới không các bác? Motor nó này, ngắn tụ này. Nhưng mà rất là khỏe nha. Đấy, bằng hai đốt tay thôi. Nhìn rất là đã luôn. Đấy, nhìn rất là nhỏ gọn, rất là dễ thương. Thì bác nào mua thì inbox với mình nha. Còn giá con bu lông này là 500.000 nha. Một máy, một pin, một sạc. Đó, nguyên bộ. Còn mình còn thừa một cục pin. Thì bác nào lấy thì mình bán luôn. Đây. Mình đây, các bạn xem ngoại hình của nó này. Nha, mình còn dư một cục pin thì mình bán với giá là 300.000 nha. Bác nào mua thì inbox với mình. Đấy, giá cục pin này là 300.000. Thì mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Bên trong chất lượng pin như thế nào. Mình không dán keo nha. Pin thì bình thường mình sẽ bọc cắt điện thôi, chứ mình không có dán keo.
Từ bắt buộc những vỏ pin bắt buộc phải keo thì mình mới dán keo thôi nha mọi người. Vỏ pin rất là đẹp luôn, rất là mới. Cái này giá 300.000 nha. Đây, các bạn nhìn vào này, mình bọc rất là kỹ đấy, bọc chống sốc các thứ nha. Thì ở đây mình có xài keo, keo để làm gì, keo phủ mặt để làm gì đấy, keo phủ mặt mục đích của nó là chống những cái mặt sắt nó rơi vào gây chập cháy nha, những cái mặt sắt nó rơi vào gây chập cháy. Với lại các bạn nhìn chất lượng xe pin đi, rất là đẹp nha. Đấy, giá 300.000, khá là rẻ. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye.